Thực tế hiện nay, các giao dịch trên website thương mại điện tử đa phần là để tìm kiếm thông tin. Chỉ một số nhỏ các giao dịch mua hàng hóa có thanh toán trực tuyến. Các thanh toán này diễn ra ở những website được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cam kết và đảm bảo. Để các hoạt động giao dịch trực tuyến được thực hiện ngày càng phổ biến hơn, theo các doanh nghiệp, cần phải tạo dựng được sự tin tưởng trong các thanh toán trực tuyến thông qua việc bảo mật dữ liệu một cách an toàn tuyệt đối. Việc bảo mật và bảo mật cơ sở dữ liệu cũng như các cái bảo mật thanh toán, nó lại liên quan về cái yếu tố kỹ thuật, và cái việc phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật đó không chỉ trong cái trang bị của cái cơ sở mà phát triển dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp không, mà còn gắn kết với các cái tổ chức, ví dụ như là tổ chức phát hành thẻ tín dụng, phát hành thẻ thanh toán trực tuyến. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, giải pháp mang tính đòn bẩy để tiếp tục phát triển thương mại điện tử theo chiều sâu vẫn là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, trong đó có vấn đề hoàn thiện khả năng bảo mật dữ liệu một cách tuyệt đối. Cùng với đó là các hành lang pháp lý được cập nhật một cách kịp thời với tốc độ phát triển của thương mại điện tử. 2011 thì chắc chắn những cái giải pháp như là cái giải pháp email marketing, thanh toán điện tử cũng như phát triển cộng đồng để kinh doanh thương mại điện tử, thì đó là những cái mà tôi đánh giá, đó là những cái đòn bẩy để phát triển thương mại điện tử trong thời gian gần đây nhất. Song song với các giải pháp mang tính đòn bẩy để thương mại điện tử trở thành kênh hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp, năm 2010, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tiếp tục đưa vào hoạt động các dự án mới chuyên dụng mang tính khả thi cao. Làm sao để xây dựng được một cái giải pháp đưa cái email đến cho người dùng không gây cảm giác khó chịu, không coi đó là spam, không coi đó là thư rác, mà đó là những cái thông tin rất cần thiết cho các doanh nghiệp. Đó là những cái giải pháp mà về email marketing mà Văn phòng phía Nam đã thực hiện và cung cấp cho các doanh nghiệp trong hiệp hội. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010 là có 100% doanh nghiệp biết đến tiện ích của thương mại điện tử. Trong đó, 60% doanh nghiệp lớn có website và thực hiện giao dịch thương mại điện tử qua Internet. 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất nhỏ có website với tính năng tối thiểu, giới thiệu sản phẩm hoặc tham gia vào các sàn giao dịch điện tử. 20% hộ gia đình có giao dịch thương mại qua Internet.